Theo thông tin từ hội nghị triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Metro số 2 do Ủy ban Nhân dân TP HCM tổ chức ngày 14 tháng 2, dự kiến vào tháng 6 năm 2020, dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương của TP HCM sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án. Tuyến Metro số 2 của TP HCM có tổng chiều dài toàn tuyến 48 km. Giai đoạn 1 thực hiện đoạn Bến Thành Tham Lương 11,3 km. Giai đoạn 2 xây thêm các đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và Tham Lương Bến xe Tây Ninh, tổng cộng 2 đoạn dài 9,1 km. Giai đoạn 3 thêm đoạn Bến xe Tây Ninh, khu Tây Bắc Củ Chi dài 28 km. Ở giai đoạn 1, tuyến Metro Bến Thành Tham Lương có tổng diện tích thu hồi hơn 251.000 m² với tổng cộng 602 hộ bị ảnh hưởng thuộc 6 quận. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đã có 108 hộ đã nhận bồi thường và 53 hộ đã bàn giao mặt bằng tuyến Metro này. Đến nay, tuyến Metro Bến Thành Tham Lương cơ bản hoàn thành các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư và đang triển khai việc chi trả bồi thường, tiếp nhận mặt bằng trên địa bàn 6 quận dự án đi qua. Công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật đã được lên phương án, kế hoạch thực hiện trong tháng 2. Dự kiến tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư và ra mặt bằng dự án.